con này đi Mẫu Sơn nè, Lục Nam của Bắc Giang. Đủ máy đây, alo nghe. Nghe nói đi. Đâu lên rồi, khiên cầu bả luôn. Ê không có, để lên xe nè. Có giống không chú? Có. Rồi xong. Về Bắc Giang, Lục Nam. Rồi, xin chào các bác nha. Bữa nay em mới về thêm 10 chiếc nữa. Còn máy đẹp nữa mà, máy thái sinh đó. Nó đẹp như cỡ con này gì nè. Đó. Đó, các bạn thấy không? Siêu đẹp luôn. Thì đợt này về bây giờ công ty còn cũng hơn khoảng 40 chiếc á, nhiều lắm. Các loại đủ các loại máy hết trơn luôn. Này khách ta cũng mới lấy, chứ chiếc kia mới vừa tới cũng hạ bồn luôn, chưa quay con đó được. Hạ bồn rồi. Máy cài thì còn nhiều lắm, mười mấy chiếc luôn. Ngoài cái lô máy cài 408 bữa bên Thái về nè. Đủ các loại máy hết. 6040 XU, bánh bự của Thái.
Nếu các bác cảm thấy thích cái kênh bán hàng của em thì các bác dưới đây có cái nút đỏ đỏ, nút mà nút đăng ký, nút subscribe, các bác nhấp vào đó là các bác đăng ký cái kênh bán hàng của mình. Tại vì em up từng chiếc lên, quay từng chiếc up lên cho bác xem luôn mà. Chứ nào em để chỉ đã bán là đã bán, còn chỉ nào mà chưa để chỉ đã bán là nó còn ở công ty. Các bác cứ nhắn tin hay là điện thoại hỏi giá em từng số khung. Khi ban đêm hay là cả chừng 6 giờ em có đi đá banh hay gì, hay là đi tập thể dục, uống cà phê bạn bè gì, hay bỏ cái điện thoại cho nên không có nghe được, các bác cứ nhắn tin đi, em sẽ trả lời đầy đủ nha. Các bác thông cảm. Để ra phía trước quay cho các bác xem mấy con máy trước, mấy con đẹp đó. Em đẹp em đang trước hết. Đây là ở phía trước đây. Máy cuộn rơm, máy cày nó nhiều lắm. Đây là những con máy đẹp nè. Em để đằng trước. Như con này nó đã 27. Máy mới lắm. Này cũng 27 luôn. Có con này là nó 25 nhưng mà nó máy thái xịn á, đầu máy chữ Thái á. Hàng hiếm á, lâu lâu mới có chứ không phải là có hoài đâu. Này cũng vậy luôn. Này cái lô máy em ưa ý nhất á. Đây là chiếc 105 siêu đẹp nè. Khách đang coi. Anh thấy cái bông chụp nó không? Mới tình luôn. Này máy cuộn gom nè. Máy cuộn gom em chuyên phân phối nha, em nhiều lắm. Bỏ sỉ, bỏ lẻ đầy đủ hết. Các bác cứ chuyển tiền vô và không vô trực tiếp công ty mua. Máy đời 27, 26 rồi đó. Rồi đó có 3 tạ bánh căng liền. Những cái mẫu Firestar này thì 50. Sita 105, còn máy này nó 55. Đó. Địa chỉ công ty của em là ở 167 Quận 53, Long Phước, Long Hồ, Vĩnh Long. Đây cũng còn Viết Văn Ma chấm là máy D. Công ty cũng có bán xuồng, như bán xuồng composite ngon nhẹ. Rồi bên này về tiếp một cái lô máy 10 chiếc nữa. Bên này ngày 16 tháng 6 2017. Vậy vô lò đây. Đây. 105. 105. Cho các bác xem tận số khung à. Cái này à này 579. Rồi. Rồi, về tới thêm. Chờ xíu chút nữa xuống máy xong rồi làm video clip của từng máy nha. Địa chỉ công ty là ở 167 quốc lộ 53 Long Hồ, Vĩnh Long. Cực kỳ nữa không? Nhá, sao con này mới quá vậy? Thái.
đang ráp hàm vô nha các bác. Nó đang xuống máy FMG. Cái còn trăm mấy năm này là đẹp tuyệt vời luôn nha các bác, như máy mới vậy đó. Ông chủ của nó là chưa chạy một tiếng đâu luôn nha, rút nước và mới lắm. Em tiếp tục mấy chiếc nữa. Đây cái bông chụp đó là con này chạy ít giờ lắm, còn nguyên si luôn à. Cái mỏ đâu, cái mỏ đâu, kiếm cái mỏ pin gom với heo quen luôn. Đây con mới thấy gặt nha. Đó. Vậy mới đẹp cực kỳ không à. Mới thấy xịn nguyên gốc. Máy bữa nay về như là 4-5 chiếc máy thấy xịn luôn. Hết dầu, chết bà rồi. À lúc là giống không? Cái này về mới đẹp không ta? Đây, cái mình chờ nhất chiếc 6040 chuyện. Để quay con này chơi cho bác xem. Quá đẹp. Rồi mấy cái máy đẹp nó đậu vô lề lối cho các bác xem đây. Đây là con đặc biệt nhất 105 siêu đẹp. Rồi đây là mới rõ ràng luôn. Rồi cảm ơn các bác nha.